Thưa quý vị, theo dự báo, thời tiết ở Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái xấu. Ban ngày mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều, tối và đêm có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 đến 33 độ C. Phía Bắc khu vực Đông Nam Bộ có nơi dưới 24 độ C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét với nền nhiệt dao động từ 19 đến 32 độ C. Vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, tính từ đêm qua đến hôm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ, cường suất lớn trên 100mm trong 6 giờ, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!